nguồn gốc gà này ở đâu? Dạ, nguồn gốc gà này là em nhập gà từ ngoài bơ Phú Yên vào. Là từ gà, Phú Yên vào luôn? Là gà ta, em lấy gà tươi vào mỗi ngày trong này. Rồi em đảm bảo 100% là gà tươi ngoài bơ em gửi vào á. Rõ ràng là gà ta tươi sống nhập từ Phú Yên. Nghĩ sao bán một cái nồi lẩu gà lá é như vậy chỉ có 200 ngàn? Ủa vậy là quán lời kiểu gì vậy anh em? Chưa kể mấy cá ngừ hầm thuốc bắc 50 ngàn một thố. Đố anh em tìm ở đâu rẻ hơn đi. Gỏi sứa toàn là sứa 70 ngàn. Chả ram tôm đất size lớn 70 ngàn. Mề gà trứng non xào hành tây 70 ngàn. Đi 4 người bỏ ra 1 người chưa tới 120 ngàn. Kêu nam món như vậy là no nê rồi. Thiệt tình bây giờ edit clip mình vẫn không hiểu nổi tại sao anh chàng này bán một cái nồi lẩu gà lá é rẻ như vậy. Lẩu thì có lá é và bún đầy đủ. Bên trong có rất nhiều gà, nấm và măng. Mình ăn miếng gà cảm nhận rõ đây là gà ta. Thịt săn chắc không có bị bở, da dai giòn, ăn rất ngon. Đã vậy quán chuẩn bị chén muối tiêu với đầy ớt hiểm kế bên, chưa kể còn nước chấm lá é nữa. Rồi đĩa gỏi sứa, bộ sứa rẻ lắm hay gì mà bán một đĩa gỏi sứa có 70 ngàn, mà sứa quá trời là sứa. Món này bạn nhớ ăn kèm với bánh tráng nướng nha. Rồi quán biết mình giỏi nấu ăn tự chế biến mắc cá ngừ hầm thuốc bắc luôn. Với giá 50 ngàn một thố thì không ai cạnh tranh lại anh chủ quán này rồi. Đúng là dân Phú Yên gốc nên quán chế biến chuẩn bị đậm đà. Rồi một đĩa chả ram tôm đất 10 miếng, mỗi miếng chả ram là một con tôm to, chen chút với thịt bằm xay nhuyễn, chẳng miếng nào phê miếng đó. Thật sự rất là chất lượng. Bảo sao quán mới mở mà đông khách quá trời. Quán ngon vậy mà anh em không tới ăn là mình buồn đó nha.